Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Công an huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang tạm giữ BNT 17 tuổi và BXH 16 tuổi cùng trú huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, cơ quan công an cũng triệu tập 21 thanh thiếu niên để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó vào đêm 13 tháng 4, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông, công an huyện Kim Bôi phát hiện một nhóm đối tượng thanh thiếu niên gồm 23 người lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao cầm theo hung khí phóng lợn gây hoang mang cho người đi đường. Qua xác minh làm rõ, công an huyện Kim Bôi xác định nhóm đối tượng trên trú tại các địa bàn các xã Tú Sơn, Vĩnh Tiến Đú Sáng đều thuộc huyện Kim Bôi. Trong đó có 16 người hiện đang là học sinh trường trung học phổ thông 19 trên 5, hai học sinh trường trung học phổ thông Bắc Sơn, một học viên đang học tại trường nghề ở thành phố Hòa Bình, bốn đối tượng bỏ học. Kết quả xét nghiệm có 6 đối tượng dương tính với ma túy. Các đối tượng khai nhận đã thành lập hội nhóm trên mạng xã hội để tụ tập. Nhóm này mua dụng cụ để chế ra các loại phóng lợn khi đi đường sẽ mang theo nhằm thị uy sức mạnh đồng thời có thể sử dụng để đánh nhau khi bị khiêu khích hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ